nhất là dùng đối quá sống cái cành của cha thì đừng có còn một đồng cành của tham sinh viên thôi. Xin tất cả các ông và quý ông bà anh chị của hai giáo sứ của các giáo sứ lân cận miền đầu tiên xin không cầu những cành và quý vị cũng lại ngồi vào cái ô của ngân sách rồi không có tự ý ngồi những cành như thế. Xin quý vị cô bà anh chị đang ngồi bên cạnh, xin quý vị cầm ghế ngồi vào bên trong hàng, không có ngồi ghé vào mọi người. Quý vị có những người mời lên thật sự hiện nay không có ghé vào được mọi người ngồi trên ghế. Thank you.
và anh đã trong cái lúc này được kẹp các chương trình của đội tuyển quốc gia và sân khấu sinh nhật nào để là ý nghĩa Thank you.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần khởi thành Jerusalem, lúc sắp vào làng Bethphage và Bethania trên triền núi cây Olive, người sai hai môn đệ và bảo các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi sẽ thấy một con ngựa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cổ sẵn nó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy thì cứ nói là thầy có việc cần dùng rồi sẽ trả về ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa người ta đã làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành chặt lá ngoài đồng trải trên lối đi. Người đi trước kẻ theo sau theo họ vác dậy hoan hô chúc tụng đứng người đến nhân danh Chúa. Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.